Mến chào tất cả quý anh chị và quý khách hàng đã quay trở lại với kênh YouTube của em Khánh Hino. Tiếp tục cái chuỗi về phiên bản Hino 500C, phiên bản Hino 3 chân 15 tấn 2 tàu thật được khách hàng tại tỉnh Tây Ninh đã tin tưởng và ủng hộ tại Hino Đại Phát Tính bên em. Ở phần 1 thì em đã đánh giá chi tiết cũng như là cho quý anh chị xem về những cái trang thiết bị khách hàng tại Tây Ninh đang yêu cầu bên em lên những cái trang thiết bị như thế nào, cũng như là phiên bản Hino 3 chân 15 tấn Euro 4 cuối cùng này với cái mức giá bao nhiêu, và phiên bản mà Euro 5 với mức giá bao nhiêu. Cho quý anh chị nào đang tham khảo và đầu tư thì có thể tham khảo qua ngay video này. Và tiếp tục về cái phiên bản Hino 3 chân 15 tấn, em sẽ đánh giá cho quý anh chị về phần thùng xe. Hiện tại bây giờ quý anh chị có thể xem và tham khảo qua video này ha. Rồi mà gentleman di chuyển lại gần đây. Như chúng anh chị, đây là phiên bản được anh trai tại tỉnh Tây Ninh đóng thùng, là thùng full inox 430 quý anh chị ha. Đó, full inox 430 và cũng có trang bị một số cái điểm nhấn nhá giúp cho thùng xe đẹp hơn. Ngay phiên bản mua bạc được mở chính bẩn như thế này. Đầu tiên là về dàn đà phía dưới anh chị, mua bạc full inox thì cơ bản thì bên em đóng cho anh trai chở những mặt hàng rau củ quả thì mình chỉ cần đóng về phần đà dọc, đà ngang là bằng thép là được rồi anh chị. Đà dọc 140, đà ngang 120 ha. Đặc biệt hơn là bên em tại những cái trụ như thế này, trụ giữa thì bên em sẽ cặp đà đôi cho mình, bao gồm 6 trụ thì bên em sẽ đi 6 cây đà đôi ngang, mỗi cây là 120 ha. Rồi tiếp đến nữa là về phần đuôi thùng, là thùng xe thì bên em sẽ bảo hành 1 năm cho quý anh chị tới tháng 10 của 2025 ha. Hiện tại bây giờ đang là tháng 10 của 2024 và bên em bảo hành 1 năm tới tháng 10 của 2025. Đầu tiên là về bộ đèn đuôi. Về cản phía dưới thì anh trai yêu cầu bên em là làm cho anh trai là cản u trắng và kết hợp là 6 đèn hộp soi, bao gồm là đèn xi nhan, đèn đề mi, đèn lùi, đèn phanh. Ở phía trên thì bên em là làm luôn cho anh trai là cái chụp taxi, và khi anh trai lắp cái biển số thì lắp trên đây ha. Phía sau đây bên em lắp luôn cho mình là camera lùi nè, đó có thể xem xét ha. Và đèn biển số là đèn zin theo xe. Ngoài ra anh em muốn thẩm mỹ hơn thì em sẽ có một trang thiết bị là dạng đèn hình con ốc ở nhỏ thôi, nó là đèn led khá là sáng ha. Rồi chụp luôn phía đuôi đây, chụp luôn phía đuôi bên em làm cho khách hàng luôn. Đặc biệt hơn là cái phần đuôi đèn làm tốn chi phí cũng như là tốn kém nhất là về đèn u, nhưng mà đang là u led như thế này quý anh chị ha, u led như thế này cho quý anh chị luôn đó. Và phiên bản này thì rộng và led thì em làm zin như xe Juniper, Hyundai Juniper cho quý anh chị ha. Đây, một cặp như thế này thì nó đúng đâu đó tầm khoảng cũng gần một con Sirius luôn anh chị ha. Đó, tùy vào nhu cầu của mình, tầm tài chính thì anh chị có thể là độ như thế này hoặc là sử dụng zin vẫn được. Đấy, tiếp đến nữa là về khung bao đà hay còn gọi là khung bao sàn thì bên em sử dụng đang là inox cho khách hàng, và đây là inox 430 anh chị ha. Và nếu mà anh chị nào muốn sáng hơn thì em sử dụng inox chán gương, inox 201 cho quý anh chị vẫn được. Đó, bản lề, quá tôm và bách bẩn cũng là inox luôn. Khung bẩn là inox, vách bẩn thì vách bên ngoài là vách inox, ở giữa thì xương cũng là xương inox, và phía bên trong thì vách bên trong cũng là vách inox luôn quý anh chị ha. Rồi em sẽ hạ một cái bẩn hồng xuống cho quý anh chị xem bên trong phiên bản thùng tiêu chuẩn full inox tiêu chuẩn này như thế nào cho quý anh chị xem và tham khảo ha. Đây, tuy là bẩn inox nâng lên hạ xuống cũng khá là nhẹ nhàng anh chị, vách trong inox như thế này ha. Sàn thùng đây, sàn thùng bên trong thì anh trai không yêu cầu gì nhiều, bản cơ bản thôi, sử dụng là sàn thẳng 3 ly ha. Vách trước là vách lá me như thế đó, có xương vách trước ha. Rồi khung chuồng heo hai bên anh chị, sử dụng cũng là inox luôn, inox 201, và hộp dưới cùng bên em đang sử dụng là hộp 48, hộp đứng và hộp ngang ở trên thì bên em sử dụng là hộp 44 cho khách hàng. Về phiên bản này thì anh trai yêu cầu là sử dụng kèo bình thường thôi anh chị, kèo u tại 10 trụ là 5 cây kèo u và kèo phi tại những hộp còn lại ha. Ngoài ra anh em nào cũng như là quý khách hàng nào muốn mà làm kèo Đà Lạt thì bên em vẫn làm kèo Đà Lạt được cho mình ha. Sử dụng là 5 cái kèo hộp 48 tại 10 trụ và sử dụng là kèo bẹ cáp bẹ Đà Lạt cho quý anh chị, mỗi bên là hai bẹ thì tổng là như video trước thì em làm một cái xe tổng đầy 200 đó, quý anh chị có thể xem và tham khảo ha. Về khung chuồng heo em nếu mà là đạt thì em sẽ làm cao bằng trụ hết tất cả mọi thứ. Rồi phía sau thì phiên bản này thì vẫn cơ bản thôi anh em, sử dụng là mở vỉ lên như thế ha. Đó, cơ bản như thế này thôi cho mình thôi. Rồi một điểm nữa là anh trai yêu cầu bên em đó là tặng cho anh trai về cái bộ tem thùng. Đây, tem thùng như thế này, tem Juniper ha. Đây, tem chạy dài từ trước đến sau.
Và ở phía bên cái bẩn ở giữa đây, bẩn gần biển số thì bên em chừa một cái khoảng để khi mà sang đầu tuần thì bên em đi bấm số cho anh trai, thì sẽ cắt thêm một cái đề can màu đỏ dán biển số ở khung giữa này ha. Đó, chừa khung giữa này cho anh em luôn. Nhưng mà ấy là nếu mà anh em muốn đẹp hơn á thì khi mà bấm số rồi thì em sẽ thiết kế riêng cái bộ tem này, em sẽ gửi về anh em sau và anh em dán sau cũng được ha, tại vì bộ tem này dán cũng khá là đơn giản hơn em. Còn về bạc phủ thì đối với phiên bản Hino 3 chân 15 tấn cho anh trai Tây Ninh thì bên em đang làm bạc là phủ 5 mảnh dạng Đà Lạt ha quý anh chị. Bao giờ mà hai mảnh không bắn chết cố định vào khung chuồng heo, quý anh chị nhìn rất là căng, rất là thẳng và rất là đẹp như thế này ha. Đó, rồi một mảnh phía trước và một mảnh phía sau, và một mảnh lớn phủ từ trái sang phải. Còn về cái màu chỉ bạc thì quý anh chị có thể là đa dạng lựa chọn ha, quý anh chị lựa chọn theo cái màu của phong thủy của mình. Quý anh chị có thể lựa chọn màu đỏ nè, màu vàng, màu xanh, hoặc là quý anh chị có thể là đi đường chỉ bạc, có thể là hai sóng hoặc là một sóng, hoặc là có hình sấm sét nhắn nhá theo cái nhu cầu của mình, hoặc là quý anh chị có thể tham khảo những cái dòng xe tải đã sử dụng trước đó thì bên em vẫn có thể đáp ứng được cho mình ha. Còn về cái phiên bản này thì anh trai tại Tây Ninh yêu cầu cơ bản thôi, bên em cũng làm cơ bản như thế này. Và xin mời anh Caramel quay một vòng lại cho quý anh chị cũng như là khách hàng có thể là tham khảo và xem lại phiên bản Hino 3 chân 15 tấn hai cầu hạt được khách hàng tại tỉnh Tây Ninh đã tin tưởng và ủng hộ bên Hino Đài Phát Tính bên em ha. Đây, mời anh Caramel di chuyển một vòng trước khi bên em kết thúc cái phần 2 của phiên bản Hino 3 chân 15 tấn hai cầu thật được đóng thùng full inox như thế này ha. Khá là cơ bản thôi quý anh chị. Đó, còn quý anh chị nào mà muốn thùng chất lượng hơn, đẹp hơn thì có thể tham khảo qua những video trước đó của em về phiên bản Hino 3 giò 15 tấn cầu lết, và có thể là lựa chọn kèo cáp như thế này, hoặc là kèo phi, hoặc là kèo cáp Đà Lạt thì bên em đều đáp ứng được ha. Và chuẩn bị sắp tới đây là phiên bản Euro 5 đã có mặt tại thị trường Việt Nam, cung cấp cho quý anh chị về phiên bản Euro 5 ha, đời 2024. Và quý anh chị nào đang tham khảo về tất cả các dòng xe tải từ 1,5 tấn cho tới đầu kéo 40 tấn thì cũng có thể là liên hệ với em Khánh qua số hotline 0938 285 259 em Khánh để bên góc phải màn hình ha. Và đặc biệt hơn là bên em vẫn hỗ trợ trả góp qua ngân hàng nha quý anh chị. Quý anh chị chỉ cần trả trước 15% cho tới 25% là quý anh chị có thể sở hữu ngay những dòng xe tải Hino chất lượng bền bỉ đến từ Nhật Bản như thế này. Đấy, em cũng review rất là chi tiết về phiên bản này rồi. Quý anh chị cảm thấy phiên bản này như thế nào ạ? Cho em Khánh bài comment và bình luận phía bên dưới ha. Cũng như là cảm thấy video hay vị ý nghĩa thì hãy cho em một nút like, một nút đăng ký và đừng bỏ qua những video tiếp theo của em. Xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.